Chào quý vị, trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Thiên Hồi Ký Ngàn Giọt Lệ Rơi Tập 13, chương 38 Ngày ba tôi rời Paris, Thái và tôi đưa ông đến phi trường Orly. Trong khi Thái còn chạy kiếm chỗ đậu xe, ba tôi và tôi đi vô để trình vé ở quầy của hãng máy bay Aeroflot. Tôi không hiểu gì hết khi ba tôi nói tiếng Nga với người đàn bà Nga ở sau quầy. Thái muốn ba tôi đi máy bay của hãng Air France. Nhưng ba tôi không chịu, chỉ muốn Aeroflot thôi. Điều này khiến tôi nhớ lời dặn của Rob là tôi chỉ nên đi máy bay Mỹ thôi. Chúng tôi ngồi chơi với ba tôi ở phòng đợi cho đến khi ông lên đường khi nhân viên hàng không kêu tên ba tôi ông không nhúc nhích mà nắm chặt tay tôi như không muốn rời ông nhắc lại con săn sóc má giùm ba chúng tôi cùng đứng lên rồi ông ôm tôi thật lâu trước khi bắt tay thái để lên máy bay tôi thấy mình như đứa trẻ mồ côi tôi đứng bên cửa sổ nhìn chiếc máy bay sắp sửa đưa ba tôi đi mất thái đứng cách tôi vài thước để chờ tôi trên đường về tôi không biết nói gì với thái trước khi tôi rời paris phan thanh nam đưa tôi đến gặp ông võ văn sung đại sứ của hà nội ở paris nam dặn tôi kêu ông đại sứ là chú Càng tốt có chú làm đại sứ của cộng sản cháu mặc tình mà lấy tin tức cho CIA chúng tôi uống trà trong một phòng ấm cúng của tòa đại sứ và tôi lắng nghe tất cả những câu hỏi của ông đại sứ chồng cháu có phải là người mỹ tốt không đối với cộng sản một người mỹ tốt là một người chống chiến tranh anh ấy làm nghề gì công việc tốt đối với cộng sản là không làm gì hại đến họ tôi có thể nói dối với họ nhưng tôi quan niệm là không nên nói dối. Nếu không nói thật được, thì đừng nói. Không ai đánh mà khai. Tôi trả lời ông đại sứ. Thưa chú, chồng cháu yêu nước của anh như cháu yêu nước Việt Nam. Điều an ủi là cháu biết anh ấy thông cảm, buồn cho đất nước mình. Võ Văn Sung và Nam có vẻ phấn khởi khi biết chồng tôi là một nhà khí tượng học và đang làm việc cho đài khí tượng ở Honolulu. Đại sứ Sung nói, một ngày nào đó, chồng cháu có thể giúp ba cháu khi ông cần. Đại sứ Võ Văn Sung không để mất thì giờ, nói chuyện quanh co mà đi thẳng vô vấn đề. Ông hỏi tôi đã có bao giờ tham gia hoạt động cho mặt trận chưa? Cũng như đối với mọi người, tôi cho ông biết cả gia đình tôi ở miền nam đều hoạt động cho mặt trận mặt trận đã từng lấy đất của ông bà tôi làm căn cứ hoạt động và vì thế người anh bà con rất trẻ của tôi đã bị giết tôi biết rằng những mất mát này chẳng có nghĩa lý gì đối với ông đại sứ có chăng là máu của tôi hòa với máu của kẻ thù của cộng sản và trở thành thương binh một giò đứng trước mặt ông thì may ra tôi mới là người có công với cách mạng. Nhưng ông cũng tạm cho tôi một dịp nữa là cho tôi bắt đầu đóng góp. Ông nói: "Chú có một người bạn rất tốt ở Mỹ, ông ta sống ở San Francisco. Chú muốn cháu gặp ông ta ngay khi cháu về Mỹ." Tôi tự hỏi không biết các viên chức cao cấp của chính phủ Hà Nội có xem bản đồ của nước thù địch của họ không. Ông có biết khoảng cách từ Hawaii đến San Francisco là bao xa không? Tuy vậy, tôi vẫn hỏi địa chỉ của người bạn tốt đó và ghi vào sổ tay. Tôi còn xin ông đại sứ viết mấy chữ vô sáu danh thiếp của ông để giới thiệu tôi với người bạn tốt. Ông viết ngay, thế là tôi có đủ mọi thứ cần thiết để có thể liên lạc với mạng lưới của Cộng sản ở nước Mỹ người bạn mà ông đại sứ muốn tôi gặp ở san francisco chính là người thành lập và là chủ tịch hội việt kiều yêu nước ở mỹ một năm sau tôi bay qua san francisco gặp ông và thâm nhập vào hội này tôi còn hỏi ông đại sứ có bạn nào tốt ở honolulu muốn tôi gặp không ông hãnh diện trả lời có thể mình cũng có nhiều người ở honolulu nhưng hoạt động bí mật nên chú không rõ. Tôi rời Paris về Hawaii với sự tin tưởng rằng tôi sẽ vẫn được cộng đồng người Việt thân cận tại Paris đón tiếp nồng hậu. Và chắc chắn sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ Nam, Thái. Tôi không hứa hẹn gì trước khi từ biệt, nhưng tôi biết Nam tin rằng tôi đã lọt vô màng lưới hoạt động của ông. Hôm tôi đến chào ông để về Mỹ. Nam nói, chú biết rằng sự đóng góp sau này của cháu cho cách mạng sẽ được những người có trách nhiệm trong nước biết. Điều này sẽ làm cho ba cháu vui lắm đó. Mấy tháng sau khi tôi trở về Hawaii, Seiya thương lượng với hải quân để cho John đổi về ngũ giáp đài. Sau đó, Seiya cho tôi bay sang Paris theo lời mời của ông chủ tịch của Hội Việt Kiều yêu nước Huỳnh Trung Đồng. Trước đó, hãy cố vấn tôi nên gọi ông chủ tịch bằng anh. Thế là tôi tới trụ sở gặp anh Huỳnh Trung Đồng. Đồng là một người cô đơn, trầm lắng, dáng người khắc khổ. Mỗi lần gặp anh, tôi có cảm tưởng như thân của anh ở đó, mà tâm của anh thì ở một nơi nào khác. Đâu ai biết được anh như một người lính chán chiến tranh, một người hết nghị lực. Anh còn có cái tật nói nhỏ, thì thầm như sợ có ai rình nghe vậy. Vào một buổi sáng tôi đến gặp anh Đồng. Anh cho tôi xem tờ báo đoàn kết do hội của anh xuất bản. Báo phát hành hai tuần một lần. Anh xin địa chỉ của tôi để anh gửi báo cho tôi sau đó. Tôi đề nghị anh gửi về hộp thư của tôi ở Washington DC cho tiện. Như sực nhớ một điều gì quan trọng, anh lực lọi trong hồ sơ USA cho đến lúc tìm ra một danh thiếp có đánh dấu ở một góc, lẩm bẩm đọc mấy chữ trên đó, rồi hỏi tôi có biết một người đàn bà tên Nguyễn Thị Ngọc Thoa không? Bà Thoa hiện sống ở Washington DC. Tôi trả lời rằng Tôi mới dọn tới đó Nên chưa biết ai hết Anh đọc tấm thiệp một lần nữa Rồi cho tôi biết sơ về bà Thoa Bà này có chồng Mỹ Nhưng ông ấy là bạn của chúng ta Bà tham dự phong trào Chống chiến tranh rất sớm Vào đầu thập niên 70 Tôi giả bộ khờ khảo nói Vào những năm đó Em còn ngủ kỹ Không có làm gì hết Đồng nói tôi muốn cô gặp chị thoa kết bạn với chị ấy trước cái đã tôi không mấy thích chuyện bắt con cá nhừ con tôm nhưng nhớ lời dặn của thái là phải kiên nhẫn nên tôi gật đầu và giữ im lặng trong buổi thăm viếng đó anh đồng đưa tôi đến trụ sở của hội đó là một thư viện ở tầng dưới hầm chứa đầy sách về nghiên cứu chủ nghĩa cộng sản và một nhóm thanh niên nghe một người đàn bà diễn thuyết. Nữ diễn giả dùng những từ cộng sản đầy màu mè nhưng vô nghĩa để giảng giải về một cuốn sách mà mọi người đã đọc. Trong một tủ kiến gần lối ra vào của một phòng lớn lầu tránh, đồng hãnh diện khoe với tôi cây viết đã từng dùng để ký hiệp định Paris. Sau đó, anh cầm một miếng kim loại màu trắng đưa cho tôi xem. Trên miếng kim loại đó có vẽ hình một nữ chiến sĩ quần sắn lên tới đầu gối. Vai bên mặt đeo một khẩu súng máy. Vai bên trái có một sợi dây kéo một vật phía sau. Đồng giải thích. Đây là xác máy bay B-52 của Mỹ. Ông đưa cho tôi mảnh kim loại đó để xem cho rõ hơn. Nhưng tôi bỗng thấy hơi run run nên không đưa tay ra đón nhận. Tôi chợt nghĩ tới các phi công Mỹ và những chiến binh khác. Tôi nhận mình vì không thể nói gì thay cho sự hy sinh của họ cho đất nước Việt Nam của mình. Anh Đồng đưa cho tôi nhiều tài liệu để đem về Mỹ, đa số là sách báo tuyên truyền của cộng sản bằng anh ngữ và việt ngữ. Tôi cảm ơn ông về những tài liệu này và nghĩ ngay rằng tôi sẽ trao hết cho Sia cùng với địa chỉ của bà Nguyễn Thị Ngọc Thoa, một người hoạt động cho phong trào phản chiến ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Ba tuần lễ tôi tiếp xúc với Cộng sản và người Việt thân cộng ở Paris là thời gian xa nhà dài nhất của tôi. Không một ngày nào tôi không gặp gỡ, chung động, chuyện trò, ăn uống với Cộng sản. Tôi học ăn, học nói, hành động như một người thân cộng qua chung trà tách nước, tôi được tiếp xúc với người Việt tị nạn Cộng sản và những người trước kia đã nhiệt tâm ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng sau 75, họ đã biết sự thật phũ vàng thì lại quay trở lại giúp đỡ những người tị nạn còn chân ướt, chân ráo. Trở về Washington DC, tôi cho Rob biết là chúng tôi nên liên lạc với những người mà ông chủ tịch của Việt Kiều yêu nước ở Paris giới thiệu. Vì đây là những điệp viên của Cộng sản Hà Nội hoạt động tại Mỹ, đặc biệt là Nguyễn Thị Ngọc Thoang. Nhưng Rob cực lực phản đối. Ông nói, phản gián không phải là việc của chúng ta. CIA không có trách nhiệm về chuyện này. Tôi không đồng ý với Rob vì hai lý do. Một là ông đại sứ Võ Văn Sông và chủ tịch Huỳnh Trung Đồng đã giới thiệu họ cho tôi. Thứ hai, họ là cái chìa khóa để mở những cửa ra vào những nơi mà CIA và tôi muốn thâm nhập. Nếu tôi không gặp những người này, thì khi trở lại Paris gặp họ, tôi đâu có đề tài gì để trao đổi với mấy ông cộng sản này. Rob thì nghĩ khác. Anh nói chừng đó, tính sao? tùy cơ ứng biến phản gián là việc của fbi không phải chuyện của mình tôi nói rác sau nhà mình nếu mình không quét thì việc làm của mình có lợi ích gì cho nước mỹ khi mình cứ chạy hết cái địa cầu này để săn tin của địch nhưng ông lại nói cia không được phép tuyển dụng người mỹ để hoạt động trên đất mỹ nếu không được phép đặc biệt của Bộ Tư Pháp. Thì ra CIA đã làm trái luật khi tuyển dụng tôi, một công dân Mỹ, và hoạt động tại nước Mỹ. Luật của người lập ra các hẳn luật thiên nhiên. Bởi vì người lập ra thì người có thể thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Tôi cho Rob biết ý nghĩ của tôi và khuyên anh nên bàn lại với thượng cấp của anh để họ thương lượng với Bộ Tư Pháp rob hứa sẽ suy nghĩ về đề nghị của tôi và dặn tôi cứ theo đúng nguyên tắc có thể tôi vẫn phải nghe lời ông nhưng tôi muốn ông hiểu tầm quan trọng của vấn đề vì vậy tôi nói nếu anh không báo cho fbi biết về người đàn bà việt nam đó tôi sẽ báo nếu không được tôi sẽ nhờ chồng tôi chuyển tin tức này đến cho fbi có lẽ như vậy dễ dàng hơn vì John đang làm cho cơ quan tình báo hải quân dưới quyền đô đốc Bobby Inman. Rob liền phản ứng, nếu cô làm như vậy, tôi sẽ đuổi cô. Ông nói bằng một giọng cứng đắn. Tôi liền phá lên cười rồi trả lời, trước hết anh phải tránh thức mướn tôi, rồi mới có thể đuổi tôi được chứ. Trên thực tế, dù đã làm việc cho Seiya và cung cấp nhiều tin tức giá trị, tôi vẫn chỉ là một nhân viên không lương, căn bản là tự nguyện. Làm gián điệp không phải là cái nghề để tìm kế sinh nhai. Có thể lời nói thẳng của tôi đã làm Rob chột dạ nên ông ta đáp. Ok, có lẽ cô và tôi nên ngồi xuống để nói chuyện về việc làm của cô. Có như vậy, anh mới có quyền đuổi tôi khi công việc không xuôi chèo mát mái. Nghề tình báo không phải lúc nào cũng suôn sẻ, êm ru như ba tuần vừa qua đâu. Tôi có thể vui vẻ làm với anh, nhưng tôi cũng là một con trồn hôi khi bị ăn hiếp đó. Anh nên nhớ cái tánh xấu này của tôi nhé. Để quân chuyển chồng tôi về Hoa Thịnh Đốn, anh làm tại ngũ giác đài dưới sự lãnh đạo của đô đốc Bobby Inman, ông trùm tình báo của Hải quân Mỹ. Ở Hoa Thịnh Đốn, tôi và Rob Ho thường gặp nhau ít nhất mỗi tuần một lần. Khi thì ở tiệm ăn Marco Polo, trong vùng Vienna, để ăn trưa. Khi thì tới Springfield, ăn điểm tâm ở McDonald. Lại có khi chỉ gặp ở bãi đậu xe của một trung tâm buôn bán thuộc quận fairfax để trao đổi với nhau một vài tin tức chúng tôi thảo luận về việc đối phó với phan thanh nam huỳnh trung đồng và phạm gia thái ở paris cùng những người khác để chuẩn bị cho những công tác tương lai chúng tôi nghiên cứu một kế hoạch lợi dụng chỗ quen biết với huỳnh trung đồng như một cây cầu để gặp ngoại trưởng hà nội nguyễn duy trinh và thủ tướng phạm văn đồng khi hai ông sắp tới paris cuộc viếng thăm này có thể quan trọng đối với chính phủ hà nội vì họ muốn tái lập mối quan hệ với nước pháp tất nhiên seya cũng quan tâm đến chuyện này trong một buổi gặp gỡ tôi nhắc lại chuyện dọn dẹp rác rưởi bằng cách báo cho fbi biết mấy cán bộ cộng sản nằm vùng tại mỹ có thể Rob đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Nên ông trả lời ngay rằng, ông không đồng ý với tôi, dù đây là một vấn đề quan trọng. Tôi không thể dễ dàng chấp nhận một chuyện như vậy được. Gián điệp của Cộng sản và nhóm Việt Kiều yêu nước chính là hậu thuẫn của phong trào phản chiến trong những năm 1960. Ngay cả bây giờ đã hòa bình, họ vẫn có thể tuyển dụng người Mỹ cộng tác với họ. Trên danh nghĩa, phục vụ hòa bình có tình hữu nghị. Họ có thể đánh cắp những bí mật quốc gia, kể cả về kỹ nghệ lẫn kỹ thuật mới. Họ cũng có thể xâm nhập vào ngành tình báo, phản gián và bộ quốc phòng. Một chiến thuật khác của họ là tung những tin vịt trong ngành báo chí để gây hoang mang mà hiểu lầm trong các cộng đồng thiểu số tạo nên sự căng thẳng giữa các chủng tộc cao hơn nữa họ có thể gây nên rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa các nước đồng minh với nhau nếu họ biết được những mật mã trong sự liên lạc chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai nước bạn tối hôm đó tôi thảo luận với chồng tôi về mối lo này Tôi nói với John rằng tôi thông cảm với Rob về ý nghĩ của ông khi cho rằng FBI chỉ là bọn cảnh sát. Nhưng tôi thực sự muốn có ý kiến của một chuyên gia khác về vấn đề này. Tôi muốn biết đô đốc Bobby Inman, một siêu gián điệp nghĩ gì về chuyện này. Riêng John thì anh cũng nghĩ rằng ngành phản gián phải biết rõ những gián điệp địch đang hoạt động trên đất Mỹ. Hôm sau, John gặp ngay đô đốc Bobby Inman. Ông cho biết ông sẽ tìm hiểu tình trạng này. Nhưng chỉ mấy ngày sau, John cho biết họ không quan tâm đến chuyện này. Tôi không thể tin như vậy được. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ đang sai lầm trầm trọng, mà tôi có bổn phận phải kiếm cách giúp đỡ để sửa đổi. Tôi vật lộn với những ý nghĩ ấy, rồi tôi lại xin chồng tiếp tôi một tay Tôi muốn anh giàn xếp cho tôi được gặp riêng đô đốc Bobby Inman. Biết đâu người phương Tây học được cái khôn của người phương Đông. Và tôi tin rằng tôi có thể trình bày thẳng với ông một cách rõ ràng hơn. John chiều ý tôi. Và hai vợ chồng tôi đã được gặp đô đốc tại ngũ giác đài. Đô đốc Bobby Inman ngồi lắng nghe cẩn thận lời trình bày của tôi về hoạt động của Cộng sản trên đất Mỹ Ông hứa sẽ trình bày chuyện này với ông giám đốc FBI, Clarence Kelly. Hai ngày sau, John lại chở tôi vô ngũ giáp đài để được ý kiến giám đốc của FBI. Cuộc gặp gỡ này chỉ có tôi và ông giám đốc của FBI trong phòng hội nghị, có cái bàn thật dài và hơn 10 cái ghế chung quanh bàn đó. Tôi bắt đầu kể lại cho ông Kelly cũng như tôi đã trình bày với đô đốc Bobby Inman. Ông chăm chú nghe. Cuối cùng, ông bắt tay tôi với hai bàn tay của ông, tỏ ý hài lòng về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Tôi không biết rõ sau đó chuyện gì đã xảy ra giữa FBI và CIA. Nhưng chỉ mấy ngày sau, Rob loan báo, bây giờ thì cô hợp pháp rồi. Rob Ho cho biết, hợp pháp có nghĩa là tôi đã được bộ tư pháp cho phép cia và tôi hoạt động ngay trên đất mỹ rồi tôi sẽ được gặp một ông nhân viên của fbi ông là người tôi sẽ tiếp xúc thường xuyên trong những hoạt động tay ba fbi cia và tôi ông cho tôi biết tôi sẽ phải qua một lớp huấn luyện đặc biệt và sẽ phải làm việc với một nhân viên cia mới tôi giật mình vì với một người khác thì tôi lại mất biết bao nhiêu thì giờ dạy ông ta về việc cộng nữa như tôi đã mất bao nhiêu thì giờ để huấn luyện Rob Hall. tôi ngao ngán vô cùng tôi hỏi Rob Ho tại sao tôi phải làm việc với một người khác ông chùa chát trả lời cô muốn gặp nhân viên FBI thì cô sẽ gặp sẽ tỏi nguyện cô còn đòi hỏi gì nữa. Vì sẽ cộng tác với FBI, Rob Hall không được làm việc với tôi. Điều này tôi hoàn toàn không hiểu lý do bên trong của CIA, nhưng tôi chủ trương là không hỏi. Khi tôi nghi là câu trả lời sẽ không được thành thật, thà không biết hơn là biết tin không đúng. Rob cũng có vẻ ngạc nhiên, tại sao tôi không hỏi anh câu nói đó? mà chỉ chấp nhận làm việc với người khác. Tôi hỏi ông về người mới, thì ông cho biết người này không hiểu gì mấy về viễn đâu và ông ta đang chờ đợi được cử sang Bangkok làm việc. Mấy hôm sau, tôi gặp nhân viên mới của CIA, ông tên là Bill Reardon, tuổi chừng 40. Ông lịch sự, dịu dàng, ít nói. Ông không hề hỏi tôi một điều gì trong những buổi gặp bỡ. Thật ra, ông đâu có quan tâm đến những hoạt động của tôi. Ông nói thẳng, tôi biết là ông đang chờ đợi sự hữu lệnh đổi qua Bangkok. Được đổi đi Bangkok hai năm trước khi về hưu là một cái post lý tưởng còn hơn là được cơ quan thưởng tiền. Có một vài lần ông đã ngủ gục khi tôi đọc cho ông nghe những lá thư tôi mới nhận được từ Paris và giải nghĩa cho ông hiểu Tôi không muốn mất thì giờ với một người chỉ tạm thời làm với tôi. Thân của ông ở đây, mà tâm của ông thì ở Thái Lan. Tôi cũng có cảm tình với ông vì ông yêu gia đình. Tôi tin rằng nếu ông thực sự lo cho dự án của tôi, ông sẽ là một người cộng tác đắc lực. Chúng tôi vẫn gặp nhau để ăn trưa và trao đổi ít rau tươi trong vườn chúng tôi trồng. Chỉ có vậy thôi một buổi trưa nóng nực tháng 6 năm 1976, tôi được gặp một nhân viên đặc biệt của FBI tên là William Freshman. Ông còn trẻ, trạc tuổi tôi, trầm tánh, dáng thư sinh, lịch sự. Đôi lúc, trong ông có dáng dấp của tài tử màn ảnh Robert Redford. Nhưng mỗi lần gặp ông, tôi lại nhớ tới một ông giáo sư dạy sự khi đã hiểu ông. Tôi rất quý ông, một con người ngay chẳng chính trực, có tinh thần hợp tác và dễ chấp nhận các đề nghị. Ông còn là một người chân thành hiếm có, sẵn sàng thú nhận mình không biết gì hết và ông không ngại học hỏi rèn nghề. Ông có vẻ dịu dàng và hơi lệ thuộc vào sách vở và kỷ luật của FBI. Nhưng theo tôi, ông đúng là một nhân viên FBI chuyên nghiệp. Bill Flesman là một người kiên nhẫn, hiểu biết và nhạy cảm. Chúng tôi cùng quan điểm cho rằng công tác tình báo thực sự cần nhiều thì giờ để đối phó với những nghiên cứu, điều tra khô khan không thú vị. Từ ngày này qua tháng khác, nó chẳng có vẻ vui nhộn như trong cine. Nó không có kết quả trong vòng 2 tiếng đồng hồ như James Bond 007 và cũng không có gì vui hay hấp dẫn, có hồi hộp, có cô đơn, lương tâm có bị dày vò. Cuộc liên lạc đầu tiên của tôi với các cán bộ nằm vùng của Việt Cộng trên đất Mỹ là việc tôi gặp Nguyễn Thị Ngọc Thoa, người phụ nữ ở Washington DC mà Huỳnh Trung Đồng đã chú tâm đến rất nhiều. Tôi yêu cầu FBI bảo vệ tôi khi tôi đến chỗ hẹn gặp chị ấy vì tôi chưa hề đến vùng này ở Washington DC cũng như chưa bao giờ nghe đến tên Nguyễn Thị Ngọc Thoa. Tầm lá thơ giới thiệu của anh Huỳnh Trung Đồng, tôi tới gặp Nguyễn Thị Ngọc Thoa tại địa chỉ 1300 đường 18 ở lầu 2, khu Tây Bắc, Washington DC. Lúc tôi tới, có một người đàn ông Việt Nam đang ngồi nói chuyện với chị nhưng khi thấy tôi, chị tiễn ông ta ra cửa và với vẻ e ngại, dò xét, mời tôi vô nhà. Chị cho biết ông khách vừa rồi là một người thị nạn muốn nhờ chị tìm việc giùm. Chị Thoang, người rất nhỏ, không son phấn, ăn mặc đơn sơ, ít nói và tỏ vẻ dè dặt với tôi. Tôi cố gắng tỏ ra thân mật với chị, nên nói rằng Đáng lẽ tôi phải đến thăm chị từ lâu Nhưng tôi bận dọn nhà Lúc đầu chị chẳng nói năng gì Làm cho bầu không khí thật khó chịu Chị lặng lặng nhìn tôi từ đầu xuống chân Cuối cùng chị nói Có nhiều người tới đây nói với tôi là họ cùng phe với mình Nhưng chỉ ít lâu sau Chúng tôi khám phá ra họ là những tên phản động Tôi nói Tôi hiểu chị muốn nói gì, Chị muốn biết tôi thật hay giả, phải như vậy không? Chị nói, trong khi vẫn nhìn tôi chầm chạp. Tôi lấy làm tiếc phải cẩn thận như vậy. Tôi ra trọng người trên khen người dưới. Tôi rất hài lòng khi thấy chị cẩn thận như vậy. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cộng tác với nhau rất dễ dàng. Vừa nói, tôi vừa mở bóp lấy lá bài tủ lá thư giới thiệu của anh đưa cho chị. Thư này đã được nhân viên FBI chụp làm bản lưu trong hồ sơ của chị. Đọc hết lá thơ, chị để lại vô bao, bỏ vô túi áo, rồi bắt tay tôi với một vẻ hài lòng. Trong buổi đầu gặp gỡ này, chúng tôi không nói chuyện nhiều. Tôi nói với chị là tôi thường sang Paris và sẵn sàng giúp bất cứ việc gì nếu có thể. Chị ngỏ lời cảm ơn và cho biết có thể sẽ nhờ tôi mang mấy thứ qua Paris. Lần thứ hai hẹn gặp chị. Chị đề nghị đi ăn trưa. Chị hẹn tôi ở tiệm Austin, một nhà hàng Mỹ ở gần khu chị ở. Tôi báo cho FBI biết để họ cho người tới canh chừng khi chị và tôi ngồi ăn trưa. Chị cho tôi xem tờ Nguyệt San, người Việt đoàn kết. Thực ra đó không phải là một tờ báo theo đúng nghĩa của nó mà chỉ là những bản tin lấy từ những tờ báo của Cộng sản ở Hà Nội, được cắt dán in lại rất công phu. Tôi tự hỏi chị lấy tiền đâu để in và gửi cho gần 5.000 người, vì đó là tờ báo biếu. Chị không nói cho tôi biết về nguồn tài tránh, nhưng chị đã đề cập tới sự giúp đỡ của một linh mục, cha Trần Tam Tỉnh ở Canada. Chị nói thỉnh thoảng chị qua Canada thăm bị lên một thân cộng đó. Chị tin tưởng hoàn toàn về tránh phủ của mặt trận giải phóng và hãnh diện đã tham gia vào những hoạt động của mặt trận trong suốt thời kỳ chiến tranh. Chị không hề quan tâm tới những tiện nghi vật chất. Chị làm việc, ăn, ngủ và hoạt động chính trị trong căn phòng nhỏ xíu đó. Tấm đệm chị ngủ để ngay trên mặt sàn nhà căn phòng thiếu ánh sáng bàn ghế ọp ẹp lung lay cái bàn chị viết rung rinh chị lấy hai chân kẹp lại cho vững khi chị viết quần áo thì chị cho biết toàn là đồ mua ở các tiệm bán quần áo cũ tất cả những thứ xa xỉ không làm chị bận tâm miễn là có đủ sức khỏe và có cơ hội để phục vụ mặt trận giải phóng khi tôi mô tả chị một cách trung thực có ý phục sự đắc lực, kiên tâm của chị, có vài người trong cơ quan FBI trao mày. Bill hỏi tại sao tôi khen ngợi Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm ngơ trước một con người xuất sắc, dù người đó ở một chiến tuyến khác. Hoa không thích nói chuyện lâu qua điện thoại. Sau khi chúng tôi đã quen biết nhau, mỗi lần gọi tôi, chị kín đáo và ngắn gọn. Chẳng hạn như, nè, tôi đây. Ngày mai mình có thể gặp nhau vào giờ mọi khi và ở chỗ cũ không? Giờ mọi khi là 10 giờ sáng và chỗ cũ là quán ăn Old Stand. Cứ gặp nhau hoài ở nơi này, tôi quen dần và thích đồ ăn của người Do Thái. Tôi cũng hiểu tâm trạng chị Thoa hơn. Chị hoạt động cho cách mạng trong thời kỳ phản chiến ở Mỹ. Bây giờ chị có cảm tưởng bị cách mạng bỏ rơi. Tôi là sợi dây liên lạc giữa chị với những người đại diện cho chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Paris và cả ở Việt Nam nữa. Chị nhờ tôi nói cho Huỳnh Trung Đồng ý nghĩ và cảm tưởng của chị. Nhưng chị Thoa đâu có biết là Huỳnh Trung Đồng cũng ở trong hoàn cảnh của chị. Nghĩa là sau khi mặt trận giải phóng miền Nam giúp cho Hà Nội cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam rồi, thì trái tranh chỉ còn có cái vỏ. Bây giờ là tới lúc Hà Nội ngồi thưởng thức nước chanh, còn mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một đống vỏ chanh thôi. Theo tục lệ Việt Nam, tôi có thể không lịch sự với chị Thoa nếu tôi không mời chị về nhà chơi, trong khi tôi vẫn đi ăn tiệm với chị. Nhưng cả hai chúng tôi cũng không muốn dây dưa đến đời tư của nhau. Về tôi, chị chỉ biết số điện thoại của tôi và sự kiện quan trọng ba tôi là một nhân vật trong mặt trận giải phóng miền nam không bao giờ tôi hỏi chị về chồng con vì tôi không muốn chị hỏi về chồng con tôi những người đồng chí của chị ở paris đã cho tôi biết về hoàn cảnh riêng tư của chị rồi họ còn nói chồng chị là một người mỹ tốt chồng tôi chắc không được các cán bộ cộng sản đánh giá là tốt sau nhiều lần nói chuyện với chị tôi biết khá nhiều về những phần tử thân cộng ở nước mỹ tổ chức của họ rất hạn chế nhưng họ mạnh nhiệt tình và đa số có học nhiều người trong tổ chức là những sinh viên trốn động viên dưới thời tổng thống thiệu bằng cách không về nước sau khi đã tốt nghiệp đại học và những sinh viên được học bổng rồi kẹt lại sau 30 tháng 4 năm 1975. Hầu hết những người này tham dự phong trào chống chiến tranh vào những thập niên 60 và 70. Thoa giới thiệu với tôi một người trong nhóm sinh viên đó tên là Trương Đình Hùng. Chị cho biết anh ta là con của luật sư Trương Đình Du. Ở Việt Nam, Ông Trương Đình Du là một người có tiếng tâm giàu có và năm 1967 đã từng tranh cử tổng thống với ông Thiệu. Cuộc tranh cử này khiến ông gặp tai họa. Ông Thiệu đã ra lệnh bắt giam ông vì ông dám chống lại ông Thiệu. Một hôm chúng tôi tình cờ gặp nhau ở cầu thang trong khu nhà của chị Thoa. Chị liền giới thiệu chúng tôi với nhau. Lúc đầu Trương Đình Hùng không thèm nhìn tôi. Nhưng khi chị nói, chị Mỹ Dung là người do anh Huỳnh Trung Đồng ở Paris giới thiệu. Trương Đình Hùng bỗng rối rít bắt tay chào tôi. Mùa thu năm ấy, Xây Giang lại cử tôi sang Paris lần nữa. Một tuần trước khi lên đường, tôi báo cho Thoa biết. Chị muốn nhờ tôi đem mấy thứ sang Pháp dùm chị nhưng chị không trao cho tôi ngay những thứ đó mà hẹn tôi cận ngày đi ghé lấy tôi đành phải nghe lời chị dù rằng cia và fbi đều cũng muốn biết vật đó là vật gì tôi tin rằng hai cơ quan tình báo và phản gián này có dư khả năng đối phó với mọi hoàn cảnh cho nên tôi không hối thúc chị thoa đưa đồ cho tôi sớm hơn Hai ngày trước khi rời Washington DC, tôi tới gặp Thoa để lấy mấy món đồ. Thường thường, Hùng không bao giờ có mặt khi tôi gặp chị. Nhưng lần này, anh đợi tôi ở đó. Tôi đậu xe ngay trước cửa, rồi chạy lên căn phòng chị ở trên lầu 2. Tôi hết hồn khi trông thấy món đồ chị nhờ tôi đem sang Paris. Đó là hai thùng lớn và rất nặng. Toàn những giấy tờ gồm bản tường trình các buổi họp của quốc hội và mấy chục cuốn sách bìa cứng về chính trị và kỹ thuật. Có một quyển, Jimmy Hu, năm đó là năm Jimmy Carter ra tranh cử tổng thống. Quyển sách viết về ứng cử viên Jimmy Carter. Trước khi tôi ra về, Hùng đưa cho tôi một bao thơ dán kín. Tuy ngoài bao thơ đề tên người nhận là ông Nguyễn Ngọc Giao, nhưng hùng bảo tôi đưa cho anh đồng đừng đưa cho anh giao hai tiếng đồng hồ sau các nhân viên fbi và cia đến nhà tôi xem xét hai thùng đồ của thoa họ ghi lại tên các cuốn sách nhưng họ không mở thơ dán kín của hùng vì họ chưa được phép của bộ tư pháp để mở thơ của thoa hay hùng đó là thủ tục của con rùa hành tránh và cũng là luật lệ của một xã hội có nhân quyền. Tôi đành phải trao cho anh Đồng lá thư nguyên vẹn. Tháng 4 năm 1976, tôi viết thơ cho ông Nguyễn Văn Lũy, Chủ tịch Hội Người Việt Yêu Nước ở Hoa Kỳ, người mà ông Đại sứ Võ Văn Sung của Hà Nội muốn tôi gặp. Ông Lũy ngỏ ý mời tôi sang San Francisco gặp ông và các hội viên điều hành tổ chức Việt Kiều yêu nước do ông làm chủ tịch. Không những vậy, ông còn đề nghị tôi tới Christianburg, tiểu bang Virginia, bí mật gặp hai hội viên rất tích cực, đang là sinh viên của trường đại học Virginia Tech. Tôi biết lũy điều hành tổ chức của Cộng sản dưới quyền điều khiển trực tiếp của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, tôi muốn dồn hết nỗ lực vô việc này và cần có người chỉ dẫn tích cực hơn Bill Riordan, người chỉ mơ đến chuyện đi Bangkok. Tôi định thử thời vận, nên liều gọi cho cấp trên của Rob. Ông Roger McCarthy xin được gặp ông. Ông đồng ý gặp tôi ở tiệm McDonald ở Vienna, Virginia để ăn sáng. Khi gặp ông, tôi đề nghị ông cho rob hay bill Riordan. dù rob và tôi nhiều lần bất đồng với nhau về cách làm việc cũng như về ai làm chủ tình hình nhưng rob rành việc như anh rành lòng bàn tay mình vậy ông roger mỉm cười và chỉ cái đầu hói của mình rồi nói rob là nguyên nhân làm cho tôi rụng gần hết tóc rồi tôi cười theo ông thế là rob trở lại làm việc với tôi công việc của tôi trôi chảy hữu hiệu hơn. Tháng chạp năm đó là tôi bù đầu với cái việc của người làm gián điệp. Cứ mỗi thứ sáu, tôi lại phải gặp hai nhân viên FBI và CIA để báo cáo về hoạt động của tôi với mấy người Việt Nam thân cộng trong vùng Virginia và Washington. Từ ngày John là một sĩ quan tùy viên liên lạc quốc tế Chúng tôi thường được mời đến các tòa đại sứ để dự tiếp tân, kể cả các tòa đại sứ của các nước như Liên Xô, Úc, Ấn Độ, Thái Lan, Thụy Điển, Triều Tiên, Nam Phi, Nam Tư và Phi Đợt Tân. Trong khi đó, ở nhà, tôi phải sửa soạn tổ chức hai buổi kỷ niệm quan trọng. Thứ nhất là mừng sinh nhật Lens lên 6 tuổi. Vào ngày 9 Lance đòi rủ tất cả bạn trong lớp. Có tất cả 22 đứa con nít học lớp 1. Tôi thầm nghĩ, một đứa con nít học lớp 1 mà có khi chạy theo nó không kịp, thì 22 đứa không biết có làm xuể không. Nhưng việc gì cũng bắt đầu bằng lần thứ nhất mới rút tỉa được kinh nghiệm. Kế đó, buổi kỷ niệm lớn nhất là mừng lục tuần của má tôi. Em tôi phụ lập một danh sách gồm những người được mời, gồm có các bà mẹ của các bạn tị nạn của chúng tôi trong vùng Washington và một cô hàng xóm sát vách của chúng tôi hồi còn ở Sài Gòn. Chúng tôi âm thầm tổ chức và giữ hết sức bí mật. Đến ngày 16 tháng Chạp, đại lễ, má tôi vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng trước đông đảo bạn bè cũ từ Sài Gòn và con cháu đến trước thọ bà. Đến tuần lễ đầu tiên của tháng Giêng, tôi mệt mỏi quá nên dặn các em tôi. Nếu việc cộng gian ác kêu, thì cho họ biết tôi đang nghỉ ngơi, không học hành gì trong tháng này. Nhưng sự nghỉ ngơi này cũng không thể thực hiện được, vì tôi mới nghe đồn rằng có một bà tên là Thu đi hỏi loanh quanh tìm một người con gái của ông đại sứ việt cộng ở Mạc tư khoa vào thời gian đó ngay cả những người bản thân của tôi cũng không biết gì về ba tôi tôi gọi điện thoại cho trương đình hùng hỏi anh có biết ai tên là thu novax không hùng biết rất nhiều anh khuyên tôi không nên giao du với hạng người ấy anh và chị thoa còn nói rằng thu novax lợi dụng sự liên hệ thân mật với đại sứ của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc là Đinh Bá Thi để khoe qua là chị thân cộng. Cả hai còn e ngại rằng Thu Novak có thể làm những người trong tổ chức của Việt Kiều yêu nước bị tai tiếng. Tôi nói với Hùng rằng tôi muốn gặp Thu Novak để tìm cách ngăn cản bà ta tiết lộ bí mật riêng của tôi. Lúc đó Hùng mới cho biết thu Vách là một thành viên trong hội người việt yêu nước mà nguyễn văn lũy là chủ tịch tôi gọi ông lũy xin ông số điện thoại của bà ta tôi gọi Vách và tự nhận tôi là người bà đang kiếm thì bà vô cùng mừng rỡ bà cho biết bà vừa gặp ông đinh bá thi đại sứ của việt nam ở liên hợp quốc chính ông thi yêu cầu kiếm con gái của ông đại sứ minh ông tin rằng con gái ông đại sứ thế nào cũng hợp tác hoạt động với những người theo phe cộng sản tôi yêu cầu bà từ nay đừng nhắc tới tên tôi với bất cứ ai vì tôi muốn ẩn danh tôi không chấp nhận hay phủ nhận là tôi có hoạt động trong tổ chức của việt kiều yêu nước hay không bà ngỏ ý muốn gặp tôi vì bà tin rằng tôi có thể dạy bà về xã hội chủ nghĩa không biết những người thân cộng có hiểu chủ nghĩa cộng sản không là một bệnh di truyền mà là một bệnh của xã hội không? Sau khi nói chuyện với bà Novak, tôi nói với nhân viên phụ trách là tôi có thể xâm nhập phái đoàn Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Rob tỏ ý không thích tôi làm việc nhiều cho FBI. Trong khi đó, tất nhiên FBI cho đó là một ý kiến rất hay Tôi đề nghị để tôi điện thoại với ông Đinh Mát Thi xem ý ông ấy ra sao. Rồi mình sẽ tính nên làm gì sau đó. Khi tôi gọi ông đại sứ Thi ở New York và kêu bằng ông thì ông sửa ngay. Kêu bằng chú đi vì chú là bạn của ba cháu mà. Ông cho biết ông mới về Việt Nam và nghe các nhân viên trong bộ ngoại giao nói chuyện về gia đình đồng chí đặng quang minh hiện ở mỹ ông đề nghị tôi đến thăm phái đoàn việt nam ở liên hiệp quốc ông nói cháu có thể tới càng sớm càng tốt tất cả các nhân viên ở đây đều biết ba cháu là đồng chí của ba cháu không những vậy chúng ta là người đồng hương tôi nghĩ rằng tất cả các cơ quan tình báo mỹ đều muốn nắm lấy cơ hội này để biết xem các phái đoàn cộng sản hợp tác với nhau như thế nào. Nhưng một lần nữa, CIA không muốn tôi dính vào vụ này. Rob dọa sẽ đuổi tôi nếu tôi đi New York. Nhưng ông miễn cưỡng cho phép tôi nói chuyện với Bill Freshman về lời mời của đại sứ Đinh Ba Tôi nói với Bill là sự xung đột giữa hai cơ quan tình báo nên tìm cách giải quyết cho ổn thỏa đó là sự ganh ghét của hai bên có từ ngày hai cơ quan mới ra đời, không dính liếu gì tới tôi. Nhưng đừng để chuyện cắn đắng giữa cặp vợ chồng không xứng đôi vừa lứa này mà cản trở việc làm của tôi. Cuối cùng, Bộ Tư pháp bật đèn xanh cho tôi đi New York. Nhưng tôi tin rằng hai cơ quan đã có một cuộc tranh cãi gây go mà tôi không được tham dự. Tôi muốn gặp Đại sư Thi để phục vụ cho Chánh phủ Mỹ. Ngoài ra, tôi cũng muốn gặp một nhân vật đã từng tham dự Hòa đàm Paris, người mà Thái và Mimi, vợ chưa cưới của Thái, kể cả những người thân cộng ở Pháp nữa. Rất hâm mộ. Tôi cũng muốn gặp các cán bộ Cộng sản khác ngoài Phan Thanh Nam và Huỳnh Trung Đồng. Có lẽ tôi đang kiếm một tia sáng trong bóng tối dày đặc. Một chút nhân tánh trong đám độc tài thiền cận ấy. Trước khi đem tàu ra biển đánh cá, tôi muốn biết thêm về con cá mà tôi tính đánh trong mẻ lưới tới. Nên tôi gọi cho Trương Đình Hùng, hỏi anh ta có muốn tôi mang gì cho phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc không? Anh trả lời có. Anh muốn nhờ tôi đem một lá thư khẩn cho ông đại sứ. Tôi lái xe ra Washington DC để gặp Hồng bên ngoài một tiệm ăn trên đường Connecticut. Tất nhiên là tôi đã báo trước với CIA và FBI. Chủ trương của tôi là không một hành động nào giữa tôi và phe cộng sản, thân cộng, mến cộng mà không báo cho hai cơ quan này để tránh mọi hiểu lầm và để được bảo vệ an ninh cho cá nhân và gia đình tôi. Sau đó, Tôi điện thoại cho ông đại sứ để báo tin tôi sẽ bay lên New York ngày 19 tháng Giêng và muốn gặp ông ngay ngày đó. Ông đề nghị tôi không nên ở hotel. Mỗi ngày phải vô ra trụ sở của ông thì sẽ bị tình báo Mỹ theo dõi. Ông mời tôi cứ đến ở trọ trong nhà khách của cơ quan. Tôi vẽ ra dự tính của tôi với Bill Freshman và Rob Hall trong 3 ngày làm khách của ông Ding Matty tôi sẽ không gọi điện thoại cho hai cơ quan tình báo của Mỹ nhưng tôi sẽ liên lạc với gia đình tôi bằng điện thoại nếu trong 3 ngày mà tôi không kêu cho gia đình được thì cả FBI lẫn CIA phải biết là đã có chuyện gì không hay xảy ra cho tôi tôi mong rằng sẽ không có trục trặc gì khi tôi đến thăm phái đoàn chỉ có năm người làm việc tại trụ sở này đó là ông đại sứ ông phụ tá phạm ngạc người đã từng cộng tác với ông đại sứ ở pháp và thụy sĩ người thứ ba là ông phạm dương chuyên viên y tế rồi đến ông hùng quản gia kiêm đầu bếp người cuối cùng là ông văn tài xế kiêm vệ sĩ của ông đại sứ hai ông hùng và văn chắc chắn không phải là nhà ngoại giao ông hùng không bao giờ một mình dám ra khỏi nhà với bất cứ lý do nào, trừ khi ông đi cùng với nhân viên trong phái đoàn. Ông không biết tiếng Anh và ông thù ghét Mỹ. Ông sợ mùa đông ở New York lắm. Ông ghét xem quảng cáo thương mại trên truyền hình và ghét luôn cả những tiệm bán tạp hóa lớn. Còn ông tài xế Văn là một người hình như pha trộn cả chất Á Đông với một nông dân người Anh ông hút thuốc xì gà, ăn uống và lái xe đều độ một cái nón chỉ có vành chung quanh và lưỡi chai ở phía trước, như một người đang ngồi sau tay lái một chiếc xe thể thao. Ông huynh hoang khoe, ông thích New York hơn Moscow, vì lái xe ở New York là cả một vấn đề đầy thử thách. Ngay ngày đầu tiên tôi tới thăm, tất cả chúng tôi cùng ăn trưa rồi mọi người biến mất để đánh một giấc ngủ trưa. Qua lời đại sứ Đinh Bá Thi, tôi tưởng là cơ quan có phòng cho khách trọ. Nhưng ông Văn phải nhường phòng của ông cho tôi, chuyển đồ đạc sang phòng ông Hùng để ngủ. Dù phòng yên tĩnh và tôi có hai tiếng để ngủ trưa mà tôi cũng không chập mắt được. Đã lâu quá rồi, tôi đã mất đi cái hạnh phúc được ngủ trưa từ ngày đế quốc Mỹ sang Việt Nam. Họ thay đổi giờ làm việc của hành tránh, nên ai ai cũng phải thức với người Mỹ. Tôi đành ngồi đọc tờ New Yorker cho qua giờ. Ông đại sứ Thi, sau khi ngủ trưa sang phòng gặp tôi, ông mang theo một cái ghế để ngồi nói chuyện. Ông mở đầu. Chẳng mấy khi chú có thể hỏi thăm đến má cháu. Má cháu hồi này thế nào? Tôi đáp sức khỏe của má cháu tốt lắm, nhưng hoàn cảnh của ba má cháu thật éo le. Má cháu nhớ ba cháu và anh Khôi vô cùng, nhưng má cháu biết rằng nếu bà về Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều thử thách lắm. Tôi không hiểu sao tôi lại thành thật với ông. Có thể giác quan thứ sáu của tôi rất nhạy. Khi tôi ngồi trước mặt người đàn ông này với vẻ mặt đầy thiện cảm, ông nói, đây là giữa chú thi và cháu thôi nhé. Má cháu đã làm đúng khi không trở về Việt Nam. Không đâu có thể bình yên bằng Hoa Kỳ được. Cho tới nay, người ta vẫn bất bình với má cháu và các cháu. Có phải vì mấy chị em cháu lấy chồng người Mỹ không? Cả chuyện đó nữa, nhưng đó chỉ là việc phụ thôi. Dù ông không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng việc má tôi bỏ Sài Gòn chạy đi Mỹ trước khi quân giải phóng vô đã khiến chánh phủ Việt Nam mất mặt. Sau giờ ngủ trưa, ông đại sứ đưa tôi đi thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc. Khi đi qua gian hàng bán các quà lưu niệm của nhiều nước, tôi buồn vô cùng. Vì sản phẩm của các nước bày la liệt mà không có một món đồ nào của Việt Nam. Ngoài mấy cái nón lá búp bê mặc áo dài, đội nón lá, vài tấm tranh sơn mài nhỏ. Nếu nhà thành lễ thấy tranh này, chắc động lòng mà bố thí cho họ tranh của thành lễ, may ra để đẹp mặt cho ngành sơn mài của Việt Nam. Tôi hỏi ông, chừng nào thì nước mình có thể trở lại bình thường như trước hả chú? Ông nhìn tôi, rồi vội quay mặt đi mà không trả lời. Hôm sau, mọi người đi làm hết. Nhưng khoảng 11 giờ, Phạm Ngọc trở về và chúng tôi nói chuyện về cộng đồng người Việt ở Mỹ. Những người tị nạn lẫn những kẻ thân cộng. Anh đưa cho tôi một sắp hình của người tị nạn ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Hình như người ta sắp hàng đi biểu tình chống cộng. Hình bà con đứng chờ ở các văn phòng bảo trợ tị nạn như USCC, ERC, vân vân anh nhờ tôi cố gắng nhận diện những người này. Tôi nhìn hết hàng trăm tấm hình, nhìn để biết những người cộng sản này len lỏi trong cộng đồng người Việt tị nạn sâu bao nhiêu. Hình đó chính những người tị nạn và hội viên của Việt Kiều yêu nước chụp cung cấp cho phái đoàn. Tôi hỏi Phạm Ngạc mục đích của công tác này, thì anh ta cho biết đây là kho tàng của họ, vì có tấm hình này ở hải ngoại họ sẽ tìm tới những người tị nạn đó vì ai cũng có bà con thân nhân bên nhà hình sẽ được gửi về việt nam để điều tra ai có thân nhân ở mỹ đây là một kho tàng của bộ nội vụ của chúng tôi chị à tôi thầm chửi thề trong bụng thằng bắc kỳ nó là nhân viên của bộ ngoại giao hà nội đi chụp hình những người tị nạn cộng sản đưa về cho bộ nội vụ của chúng tôi tôi kiên nhẫn xem từng tấm hình mà trong bụng buồn ngao ngán vô cùng vì tôi biết đây rồi người tị nạn cũng bị chia rẽ phân hóa sẽ nghi ngờ nhau kẻ hèn sẽ theo biệt cộng người có trí tuệ sẽ đứng riêng biệt ra rồi đánh nhau ông ngoại tôi đã phân tích hồi chúng tôi còn nhỏ ông nói thằng tây nó tốn xương tốn máu làm chi cho uổng để Việt Nam mình đánh nhau vài trăm năm là mất Việt Nam, rồi ung dung vô đây mà hưởng thôi. Phạm Ngạc cho biết, ông có một người bạn làm cây cầu liên lạc cho phái đoàn ngoài giới hạn 25 dặm, theo luật của Liên Hiệp Quốc. Nhân viên của phái đoàn trong Liên Hiệp Quốc không được hoạt động quá 25 dặm ngoài thành phố New York. Vì vậy, ông cần có người liên lạc ngoài giới hạn đó kể cả những người trong hội việt kiều yêu nước ông khoe ông có một bà bạn người mỹ ông cho biết bà ta rất tốt với chúng tôi bà không những là một người trí thức mà còn có tinh thần phóng khoáng bạn của bà có nhiều người là triệu phú trong đó có một ông là chủ nhiều tiệm bán quần áo đàn bà trong hệ thống dây chuyền trên toàn quốc ngạt cầm một lá thư rồi hỏi tôi về peter arnett phóng viên của hãng thông tấn ap ông này muốn được phép đi qua việt nam tôi cười mà cho ông biết rằng các nhà báo mỹ cũng như các chính khách mỹ rất thích những đề tài không bình thường vậy vì nếu ký giả arnett ủng hộ cuộc chiến tranh việt nam thì độc giả phản chiến không thèm đọc Tôi biết ông này đã từng ở Sài Gòn mấy năm để lấy tin chiến tranh. Ngạc hỏi, như vậy hắn phải biết rất rõ về Việt Nam phải không? Tôi trả lời ngay, làm sao ông có thể hiểu rõ về Việt Nam được khi ông qua Việt Nam cưỡi ngựa xem hoa, đi giày Tây, mặc đồ ký giả. Đa số đám ký giả Mỹ chỉ muốn tìm hiểu xem tiền người dân Mỹ được tiêu xài như thế nào để đăng báo cũng có người muốn đề cập tới những nỗi đau khổ của cuộc chiến cũng có những ký giả muốn cho người đọc của họ biết về cuộc chiến hấp dẫn kỳ lạ những đau khổ mà người việt nam nghèo đói phải chịu đựng đa số dân mỹ chỉ biết việt nam một cách hời hợt qua mấy ông bà ký giả này nhiều người còn tưởng việt nam toàn rừng rú đầy bệnh tật ruồi mũi sình lầy nơi nào cũng có mìn cũng có bàn châm. Và họ nghĩ rằng dân Việt Nam đều là hành khất, rách rưới, đĩ điếm. Con nít thì đánh giày, đàn ông thì làm cò mồi cho Việt Cộng. Những nông dân thiệt thà, chất phác đều ở trong vùng giải phóng. Và tất cả là Việt Cộng, chỉ muốn được bình yên. Rồi tôi kết luận, anh không cần biết lập trường chính trị của Peter Arnett vì khi nhận được thẻ nhà báo thì nó phải quên đi lập trường riêng của nó rồi ngạc nhận xét bộ chị không ưa nhà báo phải không vào ngày thứ hai của cuộc viếng thăm trong khi mọi người ngủ trưa ông đại sứ thi lại đến nói chuyện với tôi vì tôi không ngủ trưa tôi rất mừng được dịp này tôi muốn biết ông thật tình nghĩ gì về chánh phủ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và vị trí của ông trong chánh phủ đó tôi và ông thi nói chuyện về những ước mơ thầm kín của chúng tôi về tương lai nước việt nam ông tâm sự chú đã sống xa vợ con cả nửa cuộc đời giấc mơ của chú là một căn nhà nho nhỏ có vườn để trồng rau và nuôi gà và có thể nuôi cả heo nữa Tôi hỏi, chú thích ở đâu? Thủ Đức, cháu à. Chú đã đi nhiều nơi xem phong cảnh đẹp ở khắp miền Nam. Cuối cùng, chú mê Thủ Đức vì con sông Đồng Nai. Bao giờ xây được căn nhà trong mộng tưởng ấy, chú có thể ngắm những con gà tranh nhau ăn. Các con chú buổi chiều tan sở của Sài Gòn sẽ về nhà bằng những chiếc xe gắn máy mới và cùng chú ngắm mặt trời lên trên bờ sông ngay trước nhà. Ông say sưa nói với nụ cười trên môi, nhưng hai mắt của ông đỏ hoe. Tôi cũng không giấu được tình cảm của tôi, nên tôi đặt tay tôi lên tay ông mà nói. Chú Thi à, cháu hy vọng giấc mơ của chú sớm thành sự thật. Chú cũng mong được như vậy trước khi quá trễ, thím không được khỏe và chú đã xin phép tránh phủ cho thím sang bên này để tìm bác sĩ chữa trị cho thím. Bao giờ thì tím sang? Ông lắc đầu. Đơn của chú đã tới nơi cao nhất trong chánh phủ rồi. Nhưng chú chưa nhận được trả lời. Nước nào thì cũng có sai lầm trong hệ thống quản trị của một chánh phủ. Nhưng ở nước ta, điều tệ hại nhất là không tin nhau. Vợ không bao giờ được đi theo chồng khi chồng công tác ở hải ngoại. Tôi nhận xét, không riêng gì Việt Nam mình đâu chú à. Cháu thấy tất cả các nhà ngoại giao Nga lẫn các nước cộng sản đều như vậy. Ông cất tiếng cười rồi hỏi, cháu có hình dung được rằng một người ở trong địa vị của ba cháu lại có thể bỏ trốn theo tư bản khi ba được cử làm việc ở nước ngoài mà tránh phủ cho anh cháu đi theo không? Ông vừa cười vừa lắc đầu, như cho đó là một chuyện không bao giờ xảy ra. Nhưng nhà nước của chú thì lúc nào cũng sợ bị phản bội. Lời nói của ông khiến tôi nảy ra một ý nghĩ, nên liền hỏi ông. Má cháu có thể xin phép được gặp anh Khôi của cháu ở hải ngoại không chú? thì cháu cứ thử nói má cháu viết thư cho ông Tổng Bí Thư Lê Duẩn xem thế nào. Chú sẽ chuyển thư dùm cho má cháu. Tôi buồn bã nói, một người mẹ phải xa con trai tới 20 năm. Đó là một thời gian dài quá chú à. Ông sốt sáng nói, nếu tránh phủ ta không đáp ứng được một nhu cầu tầm thường như vậy, thì cũng không thể thực hiện được những giấc mơ của người dân trong nước. Cháu nói với má cháu là chú sẽ hết lòng giúp má cháu. Thực sự cảm động trước tấm lòng của ông, tôi nói, bây giờ thì cháu hiểu tại sao những người cháu gặp ở Paris đều khen chú là một người đặc biệt, có tình hơn như những người khác trong họ ngoại giao nhưng ông nói như để cảnh cáo tôi cháu đừng có nghi ngờ lòng trung thành của chú với đất nước việt nam và con đường chú đã chọn để phục vụ tổ quốc nhưng chủ nghĩa xã hội hay cộng sản đều không ngăn cấm chúng ta đem hạnh phúc lại cho dân tộc và đưa tổ quốc tới một tương lai rực rỡ chú đã thoát ly gia đình để phục vụ tổ quốc nay nếu sự hy sinh đó không đem lại hạnh phúc cho dân tộc thì chắc chắn phải có sự sai lầm nào trong hệ thống mà chú đang phục vụ. Tôi nói, chú Phan Thanh Nam giải thích về đảng khác với chú. Cháu nói Nam trong phái đoàn của mặt trận giải phóng ở Paris đó à? Dạ. Chú thì lắc đầu tỏ vẻ chán nản nói. Chú Nam cũng là người miền Nam, loại người theo khuôn khổ kỳ luật không cấp tiến trong quân đội. Chú ấy vừa được chuyển sang công tác mới nên hăng hái lắm. Tôi nói, cháu đã có dịp nói chuyện với chú Nam chung quanh việc làm cái gì cho Việt Nam. Có hai lần ông đề nghị cháu kêu chồng cháu ăn cắp những tài liệu giá trị của chính phủ Mỹ. Ông còn nói là nếu cháu còn muốn gặp bà cháu nữa thì cháu phải chứng tỏ cháu trung thành với việt nam chú nam hứa sẽ báo cáo cấp trên ở việt nam là cháu đang làm việc cho chú ấy vẻ mặt bình tĩnh của đại sứ thi biến mất ông hít một hơi dài rồi nói có thể má cháu biết ông đỗ mười nhưng chú chắc cháu thì không vì hồi đó cháu còn nhỏ quá ông đỗ mười là bạn chí thân của ba cháu Chú tin rằng ông không bằng lòng khi biết cháu liên lạc với Phan Thanh Nàng. Rồi ông nói tiếp, Mỹ Dung nghe chú nói đây. Cháu là con gái của ba cháu, Việt Nam là quê hương của cháu. Cháu không cần phải làm việc cho chú Nam để được cấp giấy thông hành về Việt Nam. Nếu chú ấy lại nhắc đến chuyện đó nữa, cho chú biết ngay. Chú Nam làm việc giỏi nhưng đôi lúc cũng tàn nhẫn lắm. Tôi thay đổi đề tài để tìm hiểu thêm về những liên lạc của ông trong giới người Việt ở Mỹ. Tôi hỏi, chú đã gặp anh Trương Đình Hùng ở Washington chưa? Hùng và bạn của anh ta là chị Thoa. Là hai người đã tiếp đón chú khi chú tới Washington. Có việc gì vậy? cháu nghĩ anh hùng hiện đang hoạt động cho chú phan thanh nam thỉnh thoảng cháu có gặp anh ấy tôi định nói thoa thì không còn được hà nội trọng dụng như trước nữa vì đối với cộng sản hà nội chị chỉ là dụng cụ chống mỹ cứu nước chứ không phải là người được theo cộng sản khi còn chiến tranh mặt trận giải phóng và cộng sản bắc việt lên lỏi lợi dụng tất cả mọi người, tất cả các hội đoàn, đảng phái, chính trị, sinh viên, Phật giáo, công giáo hay bất cứ ai. Bây giờ chiến tranh đã chấm dứt và họ đã thắng trận. Họ thanh lọc để chỉ còn bè phái băng đảng của họ thôi. Chị Thoa là một nhân vật quan trọng trong phong trào phản chiến. Nhưng bây giờ Hà Nội chỉ thích loại người như ông Lũy đứng đầu hội Việt Kiều yêu nước. Lũy có tiền, có sự nghiệp, có nhà ngoài bờ biển San Francisco. Ông từng là điệp viên của Cộng sản từ thập niên 1950, thoa tận tụy chống Mỹ cứu nước với hai bàn tay trắng và tấm lòng. Những quý giá này không xây được nhà lầu, không tạo nên sự nghiệp. Thì khi hết chiến tranh rồi, nó trở thành vô dụng vô duyên trước mắt cộng sản, lũy và thoa đã từng tranh chấp quyền hành và thoa đã thua. anh đồng ở paris khuyên chị nên gia nhập tổ chức ông lũy như một đoàn viên mới. đã vậy anh còn viết thư cho tôi nhờ tôi khuyên chị thoa nên đi học lại để xây dựng một cuộc đời mới. đó cũng là một hình thức chia tay nhân đạo của người cộng sản ông đại sứ thi nói bằng một giọng trầm tĩnh chú biết hùng anh ta là người có nhiều tham vọng và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để đạt tới mục đích của anh ta hùng là người tình nguyện hợp tác với cơ quan của chú cháu không cần phải làm gì hết nếu cháu không muốn khi nào cháu gặp hùng thì biểu hắn cứ tiếp tục gởi những thứ đó lên trên này tôi hỏi Liệu anh ta có hiểu những thứ đó là cái gì không? Ông Thi nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi để yên câu hỏi đó cho thời gian trả lời. Ngày cuối cùng ở New York, tôi mời ông đi ăn tối và đi xem vũ ba lê. Vì hai ngày trước tôi nghe ông Thi nhắc vũ ba lê ở Pháp và ông rất thích môn giải trí này. Dù tôi không thích nhưng cũng nhận lời tôi gọi cho một tiệm ăn pháp để giữ chỗ. tôi biết tôi có thể mua vé xem vũ ba lê qua điện thoại. nhưng tôi muốn có dịp đi ra ngoài để kêu cho văn phòng FBI ở New York rồi báo cho họ biết chương trình tối nay của tôi. vì vậy tôi nói với Thi tôi phải đi lấy vé. nhưng vào lúc tôi sắp sửa ra đi thì ông đại sứ tới phòng tôi cho biết ông rất lấy làm tiếc không thể đi ăn tối và xem vũ ba lê với tôi được. Ông nói, ông Dương nghĩ rằng chú cháu mình không nên đi riêng một mình tối nay. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao lại không thể đi được vậy chú Thi? Tiệm ăn này đâu có vượt quá hạn định đâu. Ông đã, tội CIA và FBI sẽ chụp hình chúng ta rồi báo chí đồn ầm lên rằng đại sứ Đinh Ba Thi đi ăn, đi uống với một người đàn bà Việt Nam ở New York. Vừa nói, ông vừa đưa một tờ báo lên cao, chỉ vô hàng tít lớn. Tôi liền đề nghị, thế thì tất cả mọi người cùng đi cho vui. Ông đáp ngay, như vậy thì tốn tiền nhiều lắm, không nên. Ông đề nghị Ông Hồng và tôi đi xuống phố tàu để mua thức ăn về nhà làm cơm, ăn chung với tất cả mọi người. Thế là ông đầu bếp và tôi cùng đi với ông tài xế văn. Tôi nhờ ông Hồng chọn mua những thứ để làm những món ăn mà ông Thi ưa thích. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị ông mua những thức ăn khô cần thiết để dự trữ như nấm đông cô, gạo, mì, bún, bánh tráng, nước mắm, tất cả những đồ gia vị. Ông Hùng ngần ngại, nhưng tôi nói tôi sẽ trả tiền. Cuộc sống của phái đoàn ở thành phố New York nhộn nhịp này thu gọn trong cái nhà cao ốc. Mọi người bảo vệ nhau, gìn giữ nhau, kiểm soát nhau. Tôi có cảm tưởng như họ không bỏ được những thói quen ở Hà Nội hay là họ không được tự do để thích ứng với một đời sống ở một xã hội tự do đại sứ thi nói ngân khoản của phái đoàn rất eo hẹp vì vậy cho nên mọi người nhịn ăn sáng còn bữa trưa và tối thì quá nghèo nàn nhưng theo ông vẫn đủ chất bổ dưỡng nếu có ai yêu cầu tôi sáng tác một bản nhạc mô tả bầu không khí sinh hoạt trong căn nhà của năm người đàn ông này đang sống tôi sẽ gom góp lại tất cả những âm thanh của ba máy truyền hình và ba cái radio cùng mở một lúc liên tục cả ngày. Cộng với đó, tiếng rào rạt của mấy tờ báo được lật qua lật lại trong nhà. Đó là âm thanh của căn nhà ấy. Thời gian hấp dẫn nhất đối với họ là giờ tin tức sáng, trưa, tối. Đổi đài radio và tivi theo giờ giờ tin tức là công tác quan trọng của mấy ông Hùng Văn và Phạm Ngạc. Họ thu vô băng cả những tin tức rồi chuyển về nước. Họ không có thì giờ để giải trí. Trong nhà không có một bộ bài hay một bàn cờ tướng. Ông Thi giải thích những thứ giải trí ấy là xa xỉ. Chúng tôi phải làm việc vì chính phủ gợi chúng tôi sang đây để làm việc mà hầu như không bao giờ họ ra khỏi trụ sở của phái đoàn ngoài việc đi từ nhà đến trụ sở liên hiệp quốc đi phố tàu mua sắm vì vậy những nhận xét của họ về nước mỹ được gửi về việt nam chỉ là những nhận xét bị đóng khung trong một căn nhà nhỏ hẹp với những kỷ luật khắt khe họ xét đoán đế quốc mỹ theo những gì họ thấy trong truyền hình họ đã làm đúng theo cương vị của các nhân viên trong một phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Tôi nhớ, năm 1954, khi Hòa ước Geneva đẻ ra Ủy hội Quốc tế kiểm soát đình chiến ở Việt Nam, ông ngoại tôi đã nhận xét, tội này chỉ làm được một chuyện là cho giá mướn nhà và tiền mướn đầy tớ ở Sài Gòn tăng vọt lên thôi. Còn ông cậu tôi thì cho rằng đám ủy hội này không làm được đắt gì hết dù tôi không có ý nghĩ hay ho nào về phái đoàn việt nam ở liên hiệp quốc nhưng tôi vẫn kính phục đại sứ đinh bá thi trước khi được nói chuyện riêng với ông tôi đã cố gắng tìm hiểu ông để xem có thể vạch đường cho ông đào thoát không nhưng sau buổi nói chuyện đó tôi cảm thấy mắc cỡ với chính tôi vì đã có ý nghĩ đó tôi biết chắc rằng với bất cứ giá nào không ai có thể mua chuộc được ông cũng như không ai mua chuộc được ba tôi vì vậy tôi thành thực cầu chúc ông thực hiện được giấc mộng của ông là xây dựng một căn nhà ở thủ đức bên bờ sông đồng nai để sống yên ổn với gia đình ông nhận lời chúc mừng với một nụ cười trong mắt ông nhưng khi ông trở về Việt Nam, thì những ngày cuối cùng của ông khác với giấc mộng ông Hằng ấp ổ. Đã 10 năm nay, đã có nhiều giai thoại về Đại sứ Đinh Ba Thi. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều về ông, là ông đúng là một nhà ái quốc như ba tôi, chỉ khác hơn ba tôi, là ông dám phê bình đảng. Chỉ có người ra lệnh giết ông mới biết nguyên do cái chết của ông thôi từ ngày tôi làm việc cho CIA, đã nhiều lần Rob muốn tôi trắc nghiệm với máy dò sự thật. Tôi không hiểu tại sao ông ta muốn vậy. Tôi không nghĩ rằng CIA có một chút nghi ngờ gì về tôi. Họ biết rõ tôi là ai và tại sao tôi cộng tác với họ. Ngoài ra, tôi không tin cái máy với những sợi dây điện tử có thể hiểu rõ tôi hơn nhân viên chỉ huy tôi vì ông đã cùng đi xa với tôi nhiều lần làm việc sát cánh với tôi rồi cùng thảo luận với nhau hàng trăm tiếng đồng hồ trong nhiều trường hợp rob luôn luôn nói với tôi rằng điều đó có thể làm cho sự liên lạc giữa ông với tôi dễ dàng hơn nhưng nếu tôi không muốn làm trắc nghiệm cũng không sao tôi thì cực lực phản đối cách thức tìm hiểu sự trung thực của một cộng tác viên theo phương pháp đó nhưng rồi việc phải đến đã đến. Việc thử máy nói thật trở nên bắt buộc khi tôi từ New York trở về với những bản báo cáo cuộc viếng thăm đại sứ Đinh Bá Thi của tôi. Rob nói rõ phải thử máy nói thật. Nếu không thì không ai có thể chấp nhận sự kiện tôi thản nhiên ca ngợi kẻ thù như vậy. Theo tôi, các cơ quan tình báo không sao hiểu được rằng tôi có thể tách rời con người ra khỏi ý thức hệ và tránh phủ của họ. Vài ngày sau khi tôi từ New York về, Rob và tôi ăn trưa với Bill Freshman để thảo luận về bản báo cáo của tôi cho FBI. Bill thì nghĩ khác. Theo anh, những nhận xét trung thực của tôi với đại sứ Đinh Bathy giúp cho tình báo Mỹ biết cá tánh của ông đại sứ và từng người trong phái đoàn nhưng ngay sau khi Bill vừa đi khỏi bãi đậu xe, Rob đã nhắc tới việc thử máy nói thật. Ông nói: hàng năm tôi phải làm cái việc này một lần với ngụ ý rằng tôi không thể ra ngoài lệ thường. Tôi giận giữ nó một cách mướn bệnh. Một năm anh làm hai lần cũng kệ anh, không mắc mớ gì với tôi. Tôi biết tôi, nhưng có thể anh không biết anh. thì với anh việc làm trắc nghiệm cho chắc là phải rồi khi tôi đã vô ngồi trong xe rob còn giữ cửa mở và nói nè nhỏ hãy biết điều một chút tôi muốn cô coi việc này một cách nghiêm chỉnh hơn với loại tin tức như của cô ngay cả ông lớn nhất trong công ty cũng phải thử máy nói thiệt tôi vẫn không chịu tôi nói lớn dù có cả chục ngàn người làm như vậy Cũng không có nghĩa là điều đó đúng Trong đời tôi Tôi chưa nhìn thấy có bộ mặt nào Để lộ nỗi thất vọng to lớn Bằng một ông Rob lúc này Nhưng chuyện này không dễ dàng bỏ qua Sau nhiều tuần cãi cọ Tôi bắt đầu phải nhượng bộ Tôi nghĩ rằng đây là cái lệ bắt buộc của sở Đến ngày ông xếp lớn Và các nhân viên trong sở đều phải làm thì tôi cũng phải tuân theo cho đúng lời luận. Tôi nói với Rob, thôi được, nếu cần, ông cứ nói chuyên viên lấy dây mà trói tôi lại. Nghe tôi nói vậy, Rob tỏ vẻ mừng như muốn nhảy một vòng tango, nhưng nói cho ngay, trách nhiệm cũng không có gì là ghê đối với tôi hay với các nhân viên CIA, dù tôi đã làm cho họ hoảng sợ trong các câu hỏi ngớ ngẩn có một câu đáng chú ý là ngoài CIA tôi còn làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức phản gián khác không tôi trả lời có thế là Rob và nhân viên điều khiển máy cũng hoảng sợ tôi phì cười nói tiếp tôi còn làm việc cho FBI nữa nhìn vẻ mặt hai người tôi không rõ họ có coi FBI là cơ quan bạn hay không nhưng hai người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Chuyên viên lại đặt một câu hỏi. Ngoài CIA và FBI, cô có làm việc cho cơ quan tình báo hay tổ chức nào không? Tôi đáp ngay, không, tôi không làm việc cho ai hết. Rồi từ đó, CIA không còn nghi tôi vừa làm việc cho họ vừa lén lút hoạt động cho nhóm khác như KGB, hay mặt trận giải phóng miền Nam, cũng như cho chánh phủ Hà Nội. Có thể họ đã biết như vậy từ trước, nhưng họ vẫn muốn bắt tôi làm trắc nghiệm cho chắc ăn. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 13 của Thiên Hồi Ký Ngàn Giọt Lệ Rơi. Xin hẹn quý vị ở tập 14 kế tiếp